Miền Tây có biến. Vụ công an đánh người chết đem về người nhà không nhận. Vụ công an xã Nhân Mỹ đánh chết người mà nó chưa có giấy tờ cho mà đem xác về người nhà ta không chịu, người ta đuổi ngược lại. Có biến ngay chợ Cái Gốc. Xả được không anh ơi? Có người đang xả xác nè.
Đấy, đâu, nãy, đây, 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 đừng có đẩy xe lại. Không có dân bản rồi, công an đã tính chất rồi. Nó bỏ xác ở đây là người nhà tôi cũng bỏ xác đây cho sành lương cho cộng đồng mạng. Cả dân cả thế dân biết lên đó. Công an đã tính chất rồi. Đây, ai người nhà lên sửa đã chú rồi kìa. Nè công an bỏ ở đây về luôn nè. Đó, mày đậu xe đây này, sập chết hết rồi, chết mẹ. Để lên đây lên nằm luôn. Cái nào? Cái đó. Đang coi sắp chết đi. Nè bỏ xác đi về luôn rồi. Công an giờ bỏ xác đi về luôn rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vụ công an xã đánh người ta chết, bây giờ đánh bỏ xác. Rồi giờ chở xác ngược lại trạm xá luôn rồi. Rồi mình tắt livestream nghe, có gì nữa mình cập nhật cho mọi người coi tiếp. Đánh chồng tôi giả mang, đánh một hơn là đánh một hơn là phản động. Tôi về giang tin, tôi quay lại, nóng quá.